Thưa các anh chị, cái phần này Tuấn gọi là 6 vòng chuyển hóa tâm. Đây, Tuấn cũng ghi như thế này. Thực ra thì Tuấn đã chia sẻ một cách rất kỹ ở trên bảng. Nhưng mà Tuấn muốn làm cái công cụ này để các anh chị in ra, để đâu đó thỉnh thoảng các anh chị có quên thì là cả nhà mang ra thảo luận đi cho nó vui. Thế thì bên dưới này Tuấn đã ghi rất là kỹ về mặt chú thích. Là quy luật chuyển hóa tâm, là tên vòng đây. Vòng 1 là vòng vật chất. Và chúng ta kiếm tiền để thỏa mãn an toàn vật chất. An toàn vật chất là gì? Để mua nhà, mua xe, báo hiếu cha mẹ. Đấy. Vòng cảm xúc là kiếm tiền để thỏa mãn trải nghiệm cá nhân. Là thôi thì để ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi. Thậm chí có những ông là gì ạ? Ngạo mạn, mua danh. Vòng sinh mạng là kiếm tiền phải đảm bảo sức khỏe. Bây giờ là gì ạ? Ăn sạch, mặc sạch, mà làm cái gì làm nó phải đảm bảo nhàn hạ để giữ được sức khỏe. Đấy. Vòng trí tuệ là kiếm tiền để thử nghiệm tư duy. Tức là họ sẽ mở doanh nghiệp để thử nghiệm tư duy. Chứ không phải họ mở doanh nghiệp để kiếm tiền đấy nhé. Ví dụ các anh chị hình dung là như anh Phạm Nhật Vượng, tiền anh bây giờ là chắc là anh sống phải đến 1.000 đời không hết. Nhưng tại sao anh vẫn làm? Anh ấy làm để anh tiếp tục thử nghiệm tư duy, thử nghiệm tư duy, để anh ấy sinh khởi tư duy của anh ấy mỗi ngày, trí tuệ mỗi ngày. Vậy bây giờ người ta làm phải vì tiền, mà người ta làm được gì ạ? Được chơi trong dòng đời này để sinh khởi trí tuệ. Đấy. Rồi ạ. Xong cuối cùng vòng nghiệp lực là kiếm tiền để trao giá trị cho cộng đồng. Tức là họ tạo ra cơ hội hạnh phúc cho cộng đồng. Như họ tạo công ăn việc làm cho cộng đồng. Họ đi làm từ thiện cho cộng đồng. Họ đi chia sẻ những bí quyết cuộc sống cho cộng đồng. Thì đấy là những lúc này là họ gì ạ? Họ đi trao giá trị cho cộng đồng. Đấy. Thì mọi người là hình dung là sẽ có 5 cái vòng như vậy. Còn cái vòng thứ 6 là vòng tâm không, là vòng của ông Phật rồi, chúng ta không nói. Bởi vì là nếu như vậy thì chúng ta ở Niết Bàn rồi, chứ còn ở dưới trần gian thì chắc không có cái vòng đấy đâu. Cho nên Tuấn không nói cái vòng này, mà bởi vì Tuấn chưa vào vòng tâm không nên chả biết thế nào cả. Vẫn còn đang ở mấy cái vòng này. Cho nên là chia sẻ với các anh chị 5 cái này để chúng ta cùng thảo luận cá nhân cùng với con. Vâng ạ. Thì mời các anh chị qua cái bài tiếp theo để chúng ta triển khai tiếp cái chương trình này. Mời các anh chị.